Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh gắn với việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại quận Sơn Trà. Theo báo cáo, kinh tế quận Sơn Trà từ đầu năm đến nay ghi nhận nhiều kết quả khả quan so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm đạt 82% dự toán thành phố giao và bằng 94,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Quận đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các công trình theo kế hoạch vốn đã được giao, triển khai tốt các chính sách an sinh xã hội, quốc phòng an ninh được đảm bảo, cùng với đó tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng lãng phí. Việc thực hiện các nhiệm vụ theo đề án phân cấp ủy quyền quản lý nhà nước gắn với thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn được triển khai quyết liệt. Việc triển khai luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác xử lý đơn thư và ý kiến của cử tri, đối thoại của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận với nhân dân trong điều kiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị được quan tâm. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, cũng nổi lên một số khó khăn vướng mắc. Quận đề nghị thành phố quan tâm tháo gỡ cũng như kiến nghị một số nội dung như đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố sửa đổi nghị quyết số 255 đối với nguyên tắc hỗ trợ chi phí mua bảo hiểm thân tàu cho các chủ tàu cá có công suất 90 CV trở lên, cho chủ trương về đầu tư các trường học, đôn đốc các cơ quan liên quan sớm triển khai các dự án quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội quận, tăng định mức chi khác ngân sách cho cấp quận, phường. Qua các ý kiến trao đổi giải trình của các đơn vị liên quan tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận những nỗ lực của quận trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội với nhiều điểm sáng so với cùng kỳ. Việc phát huy dân chủ trong thực hiện thí điểm chính quyền đô thị đã được quan tâm, được người dân đồng tình đánh giá cao. Việc giải quyết kiến nghị của cử tri được thực hiện kịp thời. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị quận cần tiếp tục tăng cường thông tin hai chiều để các chủ trương chính sách của thành phố đến với người dân. Thông tin những việc làm, những kết quả xử lý của thành phố, của quận với các những vấn đề mà người dân quan tâm thì tôi có cảm giác là chưa đến với người dân nhiều. Những cái giải pháp, chủ trương, biện pháp của mình với những vấn đề mà người dân bức xúc là nó không đầy đủ. Thì đây cũng là vấn đề mà hạn chế, thì cũng là cái vấn đề mà sắp tới chúng ta phải rút kinh nghiệm trong cái thông tin hai chiều với người dân về những việc làm của mình. Chứ không chỉ là dựa hết vào các phương tiện thông tin đại chúng mà cũng phải có giải pháp cái chỗ này. Với vai trò và vị trí vô cùng quan trọng, Thường trực Hội đồng Nhân dân đề nghị quận Sơn Trà cần chủ động tận dụng các nguồn lực để xây dựng và phát triển quận, trong đó cần bám sát các đề án của thành phố trên địa bàn quận để cụ thể hóa vào thực tiễn. Đề nghị các đồng chí là bám sát, cụ thể hóa, đề xuất với thành phố thực hiện những cái đề án của thành phố trên địa bàn quận Sơn Trà. Có rất nhiều thứ nhưng tôi đề nghị gửi lại. Ví dụ như hiện nay chúng ta có đề án phát triển du lịch thành phố đến 2030, tầm nhìn 2045. Rồi đề án phát triển kinh tế đêm, rồi cái đề án phát triển du lịch tại Sơn Trà, bán đảo Sơn Trà, hàng loạt cái đó là đề án của thành phố. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói lại là vai trò của Sơn Trà trong bám sát và cụ thể hóa những đề án này trên địa bàn quận là như thế nào, thì tôi đề nghị là các đồng chí nghiên cứu kỹ hơn cái chỗ này. Thứ hai là cụ thể hóa cái quy hoạch chung và quy hoạch phân khu, thì không gian phát triển đô thị của Sơn Trà sắp tới theo quy hoạch đó là cái gì, thì phải cố gắng hai cái vấn đề. Một là tạo lợi thế và nguồn lực cho phát triển Sơn Trà theo đúng cái quy hoạch như thế. Thứ hai là tập trung giải quyết, rà soát để giải quyết những vấn đề bức xúc trong dân cư liên quan đến quy hoạch đô thị. Người đứng đầu Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đề nghị quận cần chủ động nghiên cứu đề xuất các chính sách của Hội đồng Nhân dân cho Sơn Trà phát triển. Đồng thời yêu cầu quận cần giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri, không để xảy ra điểm nóng.